con lợn đất. Một hôm mẹ đi chợ về, mua cho em một con lợn đất. Con lợn đất dài chừng một gang tay, béo tròn trung trục, toàn thân nó nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mã, hai mắt đen lay lấy, cái mõm nhô ra như đang gửi ở trong chuồng. Bốn chân quặp lại giữa cái bụng vệ, cái đuôi xinh xinh vắt chéo ngang hông. Phía trên lưng có một khe hở nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay. Mẹ âu yếm bảo mẹ mua lợn về cho con nuôi đấy. Rồi mẹ cho lợn ăn một tờ tiền mới lấy may. Mẹ cười và vui vẻ nói, nó tên là lợn tiết kiệm, con đừng để nó bị đói nhé. Thỉnh thoảng em lại nhấc lợn đất lên lắc lắc xem đợt nó đã no chưa. Em mong đến cuối năm lợn đất sẽ giúp em mua được những cuốn sách yêu thích. Tác giả Heo Văn miêu tả tuyển chọn tiết kiệm, sử dụng đúng mức, không phí phạm. Bài đọc hôm nay đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hay Thanh Vy Thay K16. Giờ bye bye các bạn.